Chung xin chào tất cả anh em nhé. Đây thêm một cái video giới thiệu với anh em một cái con ngăn kéo tay lớn. Mấy hôm nay có anh em hỏi về cái, cái ngăn kéo mà ti nó lớn lớn một tí. Tay nhỏ thì có đầy này. 14, 16 các thứ thì có rất là nhiều. Riêng những cái loại lớn lớn thì số lượng nó ít hơn nhé anh em. Đây là một cái con ba tay. Hàng tháo trong mấy cái bộ nguồn thủy lực ép cọc nhé anh em. Tiêu xuất sắc luôn, rất là đẹp luôn nha. Cái này tại nó ngắn quá này tuy 24 ly nhé em ngõ in out là chuẩn 27 nha gian 27 nhá in out này 27 này còn các cái cửa AB của từng ngăn thì nó là 21 ly nhá loại này nó phù hợp với anh em sử dụng bơm dưới 100 lít nha nè còn những dưới 100 lít phút ấy, dưới 100 cc hoặc là 100 lít phút anh em ráp những cái bộ nguồn nhỏ nhỏ tầm vài chục mã lực cho lại thì sử dụng cái bộ này làm bộ khiển ok nhé in out này in này ngõ vào này đây, out bình thường có đầy đủ ct nhé tì sáng trắng luôn hết này tì trắng tinh hết nhé con này chuẩn có đồng hồ báo áp mà cái đồng hồ này thì thôi thì hết thấy đường rồi hết thấy nổi rồi đây, ren vào 27 nha. Ra vào là 27, in out 27, từng ngõ AB ren 21 nha Tay lò xo so bình thường nha. Tất cả đều là tay lò xo so hết nha. Rất là nhẹ nhàng luôn. Nhẹ nhàng chuẩn xác luôn. Sử dụng cho anh em xài áp cao nha, những bộ nguồn thủy lực áp cao nha, 200 mấy, 300 mấy ký gì đấy. Nhìn nó hơi bẩn bẩn một tí thôi, vẫn dùng tốt nha. 24 ly nha này lưu lượng lớn nha nó lưu lượng nó gấp mấy lần gấp 4 năm lần những cái con 14 ly này tính theo tiết diện tiết diện với khe hở các thứ đấy gan đốt nguyên khối nó chịu được áp cao nha này áp rất cao nha rồi chung có cái món hàng đơn giản mô tả cũng đơn giản anh em có có cần dùng ngay món này hoặc là cần dùng những cái con ngăn kéo tương tự thì chung còn rất là nhiều nhé rất là nhiều ngăn kéo luôn rất nhiều trong kệ cũng còn thật là nhiều ngăn kéo nữa số lượng mà tính theo tấn luôn ấy nên anh em có nhu cầu anh em cứ để lại bình luận hoặc là gọi trực tiếp thì chung sẽ làm thêm video từng con cụ thể để anh em dễ xem dễ theo dõi nhé rồi chung kết thúc video. Chung cảm ơn em đã xem video nhé.